Rồi con tặng đi, con nói sao với bạn ơi. Nói đàng hoàng nha. Con tặng bạn được không? Cảm ơn bạn. Ôm bạn hơn sao nữa? Thầy cảm ơn bạn. Anh chờ em 2 phút nha. Chụp đôi của năm là đây. Quá dữ luôn. Chào. Chào là phải nhúng vậy đó. Tại sao biết người nhà chú Quyền Linh không? Tại sao? Quen ở trong chương trình Bạn Có Thực Tài. À. À, người này giỏi lắm. Múa từ lúc cái bụng nó bự về còn nó thon vậy đó. Hiểu rồi đó. Con chào mọi người đi con. Con chào tất cả mọi người trong hiệu trường ngày hôm nay. À, thấy chưa? Rồi con về đây ngồi chú Quyền Linh nào. Dạ. À, theo con nghĩ á, thì ba mẹ cho đi học là tại vì muốn bé có bụng. Thì, tại học belly dance là phải có bụng, đúng không em? Học belly dance bụng vừa múa bụng mới đẹp. Thấy chưa? Thì nó phải có bụng. Trời ơi, kìa. Yeah. Cái bụng đi múa là dữ lắm kìa. Vì sao con lại thích belly dance? Dạ, tại vì con có ở nhà con quậy phá lắm á. Xong rồi ba mẹ con thấy quậy quá, ba mẹ cho con đi học múa. Cái giờ con điệu lại rồi nè. Hay quá. Giờ con điệu lắm luôn á hả? Đâu, điệu làm sao đâu. Điệu sao đâu. Ôi trời. Ôi trời. Bây giờ nè con, cái chú đó cũng có cái bụng giống như con rồi đó. Con chỉ chú một vài động tác thì sao, cách nào ưỡn cái bụng ra múa thôi. Rồi, cái bụng sao? Đó, bụng sao. Đó. Như con sâu à. Cái bụng cứ cũng phải dẻo. Cứ như con dầu vậy á. Đi về, đi về. Đây nè chú, đây còn chú, còn chú. Chú nó giống con dòi đúng không? Coi chú giống nè. Con gì? Bắt đầu nha. Được không? Chú ơi, cũng được. Nhưng mà gần được thôi, chưa được lắm. Chưa được lắm mà chứ sao mới được. Tại học belly dance khó lắm. Nói mẹ đóng tiền cho chú Quyền Linh học được không? Không được đâu. Thôi chú không có cách, không có muốn học. Tại vì ở trong đó là con gái không à, chứ không có con trai. Chú vừa chú bắt cỡ liền. Hôm nay có ai đi với con? Dạ có mẹ. Mẹ. Bây giờ thì mời mẹ của bé Hân lên sân khấu. Chào chị. Mời chị ngồi. Rất lâu gặp lại ha. Dạ chào anh. Trong từ lúc mà bạn có thực tài tới nay thì cái công việc của bé từ đó tới nay là vẫn tập luyện belly dance hả chị hả? Dạ nó vẫn thích cái môn đó anh nên em vẫn cứ cho học. Thích mỗi cái môn đó thôi. Dạ em cũng cho học thử nhiều môn rồi nhưng mà tại nó chọn cái môn đó thì em cho học môn đó. Nhưng nãy bé nói bà nội không cho đi học, tại sao vậy? À tại vì vậy nè, cái môn belly dance nó là môn múa bụng nên mặc đồ nó hơi hở hang chút. Bây giờ thì bé còn nhỏ thì bé mặc thì những cái đồ nó vẫn dễ thương, không có sao. Nhưng mà bà nội không muốn là
nó đi lâu dài. À, lâu dài hở hang hở rúng quá hả? Mà nó không thích là vậy thôi. Đó, mẹ con nói vậy con nghĩ sao? Con nghĩ con rất là buồn vì con không được đi lâu dài. Dễ sợ chưa? Rất là buồn thấy chưa? Không, nó buồn ít, mẹ buồn nhiều. Tại vì sao nó nhà nó quậy á, thả đi học. Đi học bất quậy chút. Con bảy ba là nếu mà con tất cả mọi thuật thì con có nhiều thời gian để con đi học chữ. Nhưng con thế nào bảo nghệ thuật được? Nhưng con thế nào bảo nghệ thuật được? Nếu con bảo nghệ thuật thì làm sao con thi diễn được? Ở trong lớp con á, có bạn á phải xem con mới ăn cơm nổi. Bạn đó tên là Hà Phương á. Con chiên nè, con học múa bụng 2 ngày, con học chữ cu qua 2 ngày, rồi quay lại học múa bụng 2 ngày, rồi quay lại học chữ cu qua 2 ngày. Đó là nó bàn lặp lại gì hết đó. Đó nó bàn với bà nó vậy đó. Đó là tự bàn với ba như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục giải mã bé Khả Hân. Từ khóa tiếp theo sẽ là bánh mì. Món ăn yêu thích nhất của Khả Hân là bánh mì, đúng hay sai? Mời đội Thập Tân. Sai ấy. Sai ấy. Sai. Sai. Theo nhóm tụi em là sai. Tại bởi vì bánh mì thường là ít trẻ con thích lắm. Tại thường là hồi nãy em thấy trong clip là bé ăn gà rất là ngấu nghiến và ăn cơm chứ không có bánh mì nào trên bàn luôn hết. Nhưng mà thấy hỏi đặc biệt là bánh mì mà không hỏi những món khác thì em nghĩ là đây là món là bé không có thích. Rồi vậy là không phải. Đội chúng ta có bổ sung không? Dạ đội con bổ sung là sai. Sai là giống bên kia đó em. Dạ qua đây chơi là đúng. Qua đây vui nè. Dạ không, đội con trả lời là đúng mà. Đúng dạ. Rồi bánh đúng bánh mì sai thì dĩ nhiên có đội đúng thôi. Bánh mì dạ tại vì bánh mì nó đâu phải chỉ là một loại bánh mì đâu, nó có nhiều loại bánh mì như là hamburger, mà con nít thì cũng thường hay thích ăn hamburger lắm, cho nên là con nghĩ là đúng. Hy vọng là bé thích ăn bánh mì hamburger. Con thích ăn bánh mì hay không? Con có thích ăn bánh mì hay không? Chào chào. Yeah. Con nhưng mà con thích ăn phèo. Ăn phèo là phá lâu. Con cũng thích ăn hamburger chứ bộ. Nhưng mà bây giờ con ngán ăn hamburger rồi. Bây giờ con chỉ qua ăn phèo là phá lâu. Nhưng có một loại bánh mì con rất thích. Nhưng có một loại bánh mì con rất thích. Một người bạn tên là bánh mì á, tên thiệt là khôi vĩ. Ồ, bạn này đó hả? Dạ. Khôi vĩ hoặc là bánh mì đó. Đẹp trai hả? Dạ. Gà lăng tốt bụng nữa. Gà lăng tốt bụng nữa. Trời ơi. Gà lăng tốt bụng lắm. Đỏ mặt đồ cầm luôn kìa. Mà trời giống nhau luôn á. Mà sao con thích bạn này hay sao? Tại bạn này chơi hiền lành. Nhưng sao con biết bạn nó gà lăng? Tại bạn đó hay chơi với con rất ra lăng. Con ăn xong là bạn đó đi về tôi vô cái bụng rửa chén cho con. Con gọi điện thoại vô hình cho con nữa. Gọi điện thoại gì? Vô hình cho con. Mày tham đó. Anh có hình chị ơi. Vô hình là không có hình á. Đi đâu là đi đâu là phải nắm tay con thật chặt vô. Để con không bị lạc. Ôi trời. Ủa mình đang đi đâu đây? Trời đất ơi. Vui không? Nói gì với bánh mì đi. Đâu bánh mì lại ở đây mình nhớ là bánh mì đâu có ở đây đâu. Mình đâu có biết. Không biết tại sao xuất hiện ở đây luôn hả? Ủa mà cầm món ăn chi vậy? Dạ em có tặng cho bạn cả hơn. Tặng đi. Khoan. Tại sao tặng cả hơn? Dạ mẹ con. Trời ơi. Làm gì có sự chỉ đạo của bạn ạ. Rồi con tặng đi, con nói sao với bạn cả hơn đi, nói đi con. Con tặng bạn này cả hơn. Cảm ơn bạn. Ôm bạn hơn sao nữa. Cảm ơn bạn. Yeah. Bánh mì giới thiệu đi, giới thiệu mình tên gì cho mọi người biết đi. Đâu bánh mì ra là ăn rồi. Tôi sẽ lấy bánh mì gì đâu. Không biết gà lăng. Tôi đâu biết gà lăng là gì đâu. Gà lăng là con trai mạnh mẽ, là bảo vệ con gái.
Vậy giới thiệu cho mọi người biết con tên gì đi. Con tên Vĩ. Hứa Lê Khôi Vĩ á. Đó rồi, người ta nhớ tên mình luôn kìa. Dạ con mới có 6 tuổi. Sao mẹ nói suối? Mẹ suối con gọi là bạn vậy hả? Chị kêu bạn gì? Con lớn hơn. Lớn hơn kêu anh chứ sao. Mà thì con lớn hơn cả hơn mà. Bánh mì là ở đâu? Học lớp mấy? Bánh mì là ở gần nhà con. Bánh mì lấy một bức tranh. Bánh mì tặng cho con, trình là con nhớ bánh mì. Là bánh mì nó là nhìn vô bức tranh, hay bánh mì cho bố nhớ. Nhưng mà bánh mì thấy Khả Hân Múa có đẹp không? Có. Bây giờ con muốn Khả Hân Múa không? Có muốn không? Khả Hân Múa cho con coi không? Lên. Múa. Thôi bây giờ hôm nay con muốn tặng bánh mì một cái bài múa gì con giới thiệu luôn đi. Con muốn là một bánh mì bài, một bài múa gấp lại ba đạo cụ. Bánh mì có muốn coi không? Muốn. Bánh mì có muốn nói gì về Khả Hân nữa không? Trời ơi. Chúc múa thành công. Rồi bây giờ con Khả Hân chuẩn bị đi. Anh chờ em 2 phút nha. Em... chập đôi thứ năm là đây.